Thí sinh 36 tuổi đăng quang Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022. Với danh hiệu Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022, thí sinh Nguyễn Thị Bích Hạnh nhận vương miện cùng phần thưởng trị giá 500 triệu đồng. Chung kết cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022 diễn ra tối ngày 30 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 25 người đẹp. Kết quả, ngôi vị cao nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Bích Hạnh, 36 tuổi. Á hậu 1 là thí sinh Nguyễn Thị Đức Hạnh và Á hậu 2 là Vũ Phương Dung. Ngay từ vòng sơ khảo, Nguyễn Thị Bích Hạnh đã là ứng cử viên sáng giá. Nữ doanh nhân gốc Ninh Thuận sinh năm 1986, sở hữu chiều cao 1,7m, số đo 3 vòng 90, 68, 102cm. Sau khi lập gia đình, cô vừa làm nội trợ vừa kinh doanh ngành vật liệu xây dựng. Trong các hoạt động bên lề cuộc thi, Nguyễn Thị Bích Hạnh từng đấu giá thành công 2 bộ trang phục của nhà thiết kế Brian Võ, với số tiền 145 triệu đồng để dành tặng cho các em nhỏ khó khăn. Sắp tới, Bích Hạnh sẽ đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Quý bà Thế giới 2022 tại Mỹ. Trong đêm chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi, trang phục áo dài, trang phục dạ hội và ứng xử. Hoa hậu Giáng My, Á hậu Hoàng Thùy, diễn viên Diệp Lâm Anh, ca sĩ Lâm Khánh Chi đảm nhận vai trò giám khảo đêm chung kết. Hội đồng ban giám khảo kết hợp điểm thi của thí sinh ở vòng bán kết để xếp hạng chung cuộc. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ khác như Người đẹp áo dài, Người đẹp dạ hội, Người đẹp truyền thông, Người đẹp môi trường, Người đẹp nhân ái và Người đẹp có câu trả lời ứng xử hay nhất. Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022 là cuộc thi nhan sắc cho phụ nữ có độ tuổi từ 26 đến 50, hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Tiêu chí cuộc thi hướng đến là tìm kiếm người phụ nữ Việt tài năng, yêu cái đẹp, lan tỏa tình yêu và trách nhiệm với môi trường, muốn thử sức mình trên đấu trường quốc tế.